Xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang đứng tại một cái giao lộ rất là đặc biệt là đường Nguyễn Hữu Thọ và một con đường nối liền từ Nguyễn Hữu Thọ sang Lê Văn Lương, và có mặt tại một cái dự án rất là đặc biệt của thành phố Nam Sài Gòn trong tương lai, đó là dự án tên là Grand Sentosa. Thì hôm nay Phước Sửu phân tích cho cả nhà một cái vị trí gọi là đắc địa có 102 của dự án. Như Phước Sửu đang đứng là trục đường Nguyễn Hữu Thọ, thì cái dự án này là dự án gọi là đầu tiên khi từ quận 7 di chuyển về Nhà Bè. Đó là dự án phía bên tay phải là dự án của bên mình là Grand Sentosa, và phía bên tay trái là những lốc căn hộ của Sài Gòn sau khu dân cư Tân An Huy Trần Thái. Và dọc theo tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ này là rất là nhiều khu dân cư, đặc biệt là không có nhà dân nha. Tất cả hai bên của cái tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ này là tuyến đường rất đặc biệt, toàn bộ là rất là nhiều cái dự án, như là dự án Seletta của chủ đầu tư Capitaland kết hợp với Phú Long, rồi dự án của Phú Hoàng Anh do công ty Hoàng Anh Gia Lai làm chủ đầu tư. Và một điều đặc biệt trên cái mặt đường này là sẽ có một cái khu đô thị GS 350 hecta. Khu đô thị GS này là của tập đoàn Hàn Quốc, gọi là một cái tập đoàn rất là lớn đầu tư, và dự kiến gọi là Phú Mỹ Hưng 2, bởi vì với một quy mô rất là khủng và rất là nhiều cái tiện ích. Dọc theo con đường này thì sẽ có dự án La Villa Nay Sao, và rất là nhiều cái biệt thự là dọc theo con đường Nguyễn Hữu Thọ. Thì như Phước Sửu phân tích thì cái dự án này gọi là cái tâm điểm, bởi vì cái vị trí đón đầu của dự án của theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ, nên đây là một cái tâm điểm gọi là đầu tư rất là tuyệt vời cho quý khách hàng khi lựa chọn Grand Sentosa ha. Với cái vị trí của dự án Grand Sentosa này thì đi về quận 1 tầm khoảng hơn 10 phút di chuyển đến chợ Bến Thành, và điều đặc biệt là chỉ một bước chân khoảng 3 phút là mình có thể qua Phú Mỹ Hưng, đến bệnh viện Pháp Việt tầm khoảng 8 phút, đến siêu thị Lotte Mart khoảng 5 phút, rồi đến đại học Tôn Đức Thắng tầm khoảng 3 phút, và đến đại học RMIT mặt tiền Nguyễn Văn Linh tầm khoảng 5 phút. Rất là gần ha, một cái vị trí cực kỳ đắc địa. Và từ cái dự án mình á, là mình đi xuống theo dọc đường Nguyễn Hữu Thọ khoảng 7 cây số là mình gặp một cái cao tốc Bến Lức Long Thành, là một cái cao tốc gọi là rất là, sau khi mà đi vào hoạt động thì cái cao tốc này á thì sẽ rất là nhộn nhịp. Từ đây thì mình gặp cao tốc thì mình rẽ tay phải thì mình có thể đi về hướng miền Tây nè, rồi rẽ tay trái thì mình có thể đi về những cái hướng miền Trung và tất cả các tỉnh phía Bắc. Và coi như là mình rút ngắn thời gian rất là nhiều khi di chuyển vào cao tốc Long Thành Dầu Dây này. Một cái điều đặc biệt nữa từ dự án này kết nối thuận tiện, gọi là một bước chân và ngàn tiện ích luôn. Thì cách đây khoảng 10 cây số thì mình sẽ gặp một cái trường quốc tế Mỹ, là một cái trường cực kỳ danh giá tại Việt Nam, học tại Việt Nam nhưng mà cấp bằng tại Mỹ, cấp bằng là ở nước Mỹ ha. Với một cái vị trí đặc biệt như vậy thì mình sẽ phân tích rõ về một cái dự án mà mình đang phân tích cái vị trí của đó. Đó là dự án Grand Sentosa, là một cái biểu tượng của Nhà Bè. Khi mà mọi người nhắc đến Sentosa là một cái công viên rất là lớn tại Singapore, thì hôm nay là Novaland sẽ tái hiện lại những cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp tại cái dự án này, đó là công viên của Sentosa tại Singapore ha. Với dự án với tổng quy mô là khoảng hơn 11 hecta và có khoảng 1.624 căn hộ, và một cái điều đặc biệt ở đây là một cái cụm tiện ích cực kỳ nổi bật luôn, có ba mặt giáp sông, ba mặt có hai mặt giáp sông và ba mặt giáp những con đường lớn. Và ở đây thì sẽ có những cái loại hình sản phẩm như là nhà phố nè, shop house nè, biệt thự và những cái khách sạn 5 sao. Ở đây thì có những cái show biểu diễn sân khấu nhạc nước cực kỳ đẳng cấp,
và thu hút rất là nhiều người đến xem cái sân khấu nhạc nước, bởi vì là cách đây 2 năm là Tài Nguyên cũng đã tổ chức những sân khấu nhạc nước như vậy, hoành tráng như vậy rồi. Thì khi mà quý anh chị sở hữu những cái sản phẩm ở đây á, thì quý anh chị có thể tận hưởng được những cái tiện ích và gọi là đẳng cấp như một cái khu chuẩn đô thị tại là Nam Sài Gòn. Thì quý anh chị cần thêm cái thông tin, inbox ngay cho Phước Sửu. Phước Sửu sẽ là cung cấp cho quý anh chị những cái thông tin đầy đủ, những cái lịch mở bán nè, chính sách nè, bảng giá và những cái layout thiết kế cực kỳ đẳng cấp của dự án này nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau ạ.